Mà cái công việc 6 á là sau công việc 2 và công việc 3. Thì mình nối giữa công việc 2 với lại công việc 3 kết thúc tại cùng một điểm. Được chưa mọi người? Lên tiếng giùm mình cái. CC, cái này là chi phí tăng thêm đơn vị á. Rồi mình tiếp tục nha. À, mình xong công việc 6 rồi. Công việc 7 là sau công việc 5 và công việc 6. Từ cái công việc 5 là từ công việc 1 nè. Rồi còn công việc 6 là sau công việc công việc 6 là sau công việc 2 và công việc 3 thì mình nối công việc 6 ra ngay đằng sau đây. Rồi mình nối giữa công việc 5 và công việc 6 lại đã kết thúc tại cùng một điểm đây. Ok chưa mọi người? Rồi công việc 8 là sau công việc 6. Thì mình từ cái điểm kết thúc đó mình nối mình từ cái điểm kết thúc của công việc từ từ. Công việc 8 là sau công việc 4. Thì sau công việc 4 này mình vẽ ra cái điểm kết thúc của công việc 4 đó, mình vẽ ra là thành công việc 8. Tiếp tục là công việc 9. Công việc 9 là sau công việc 4. Thì cũng từ công việc chính này mình ở công việc 4 này mình vẽ ra công việc chính luôn. Công việc 10 là sau công việc chính. Thúc của công việc chính mình vẽ ra công việc 10. Tương tự là công việc 11 sau công việc 7 và công việc 10 thì mình vẽ công việc 7 ra, rồi về công việc 10 mình kết thúc tại một điểm là mình vẽ ra được công việc 11. Rồi mọi người thấy á, còn hai cái mà hai cái sự kiện còn trống đó mình nối lại cho nó kết thúc đó. Tại vì cái sơ đồ là phải có một điểm đầu và một điểm kết thúc, không thể nào là để nó trống ra được. Ok chưa mọi người? Xong chưa? Tiếp tục là tới xác định thứ tự của sự kiện. Cái đầu tiên này là sự kiện không là đúng rồi nè. Rồi từ sự kiện không mình bỏ hai cái mà hai cái mũi tên đi ra cái hai cái sự kiện đằng sau á, hai cái dấu tròn đằng sau á, nếu mà cái dấu tròn nào mà không còn cái mũi tên đi vào á thì mình đánh số, còn nếu mà còn mũi tên đi vào thì mình không được đánh số. Giống như cái gạch đi cái công việc một đây thì mình thì cái vòng tròn trên đầu này nè là mình không còn mũi tên đi vào nữa thì mình đánh là số 1. Còn mình gạch cái công việc 2 đi nhưng mà vẫn còn mũi tên đi vào của cái công việc 3 này thì mình không có đánh số 3, không đánh số 2 ở dưới này được. Rồi mình tiếp tục từ công việc 1 mình gạch đi hai cái mũi tên nữa là cái 4 và lại cái 4 cái 5 với cái 3 đó.
mình đánh cái đằng sau cái 4 đó là số 2. Rồi tiếp cái số 3 đó là cái công việc đằng sau cái công việc số 3 đó là số 3. Được chưa mọi người? Không hiểu thì hỏi mình ngay nha. Rồi tiếp tục từ sự kiện thứ hai, mình gạch đi hai cái mũi tên thì lần lượt là số 4 và số 5, tại vì nó không có dấu mũi tên đi vào nữa. Rồi tới cái sự kiện số 3, mình cũng gạch mũi tên đi. Là được cái sự kiện số 6. Rồi từ sự kiện số 6 mình cũng gạch đây là làm được sự kiện số không, từ sự kiện số 5 chứ. Số 5 mình gạch đi. Nhưng mà vẫn còn giống mũi tên từ cái số 7 này. Nên là từ sự kiện số 6 mình gạch tiếp thì mình mới đánh được số 7. Cái này chỉ cần theo thứ tự mình gạch đi thôi là mình sẽ ra, chứ đừng có làm lung tung lên là nó bị lộn á. Cái cuối cùng thì cũng như vậy, mình gạch từ cái thứ tư là gạch trước, rồi tới cái sự kiện số 7 mình gạch tiếp thêm một lần nữa là mình được cái sự kiện số 8. Được chưa mọi người? Rồi đánh nhưng mọi người đánh công việc với lại đánh tuần vô. Rồi tiếp tục là mình xác định thời gian sớm nhất. Thời gian sớm nhất của cái đó, bắt đầu này là không. Rồi mình xác định nhà thuê chiều đi qua bên phải á là không, qua 5 tuần thì là được 5, viết số 5 ở đằng dấu mũi tên rồi viết vô cái thời gian sớm nhất á, cái chữ màu xanh đó là 5. Rồi tiếp đến tới cái sự kiện số 2. 5 cộng 10 là 15, ghi 15 vô. Rồi tới cái sự kiện số 3. Sự kiện số 3 là bắt đầu từ cái thời điểm ngay bắt đầu á là 0 cộng 4 là 4. Còn từ cái sự kiện 1 á là 5 cộng 5 là 10. Thì cái thời gian sớm nhất thì mình chọn cái số lớn hơn là mình chọn số 10. Rồi tới cái sự kiện thứ tư. 15 cộng với 6 là 21, mình biết là 21. 10 cộng 6 là 16 thì mình chọn cái số lớn hơn là mình lấy số 16. Rồi cái sự kiện số 7. Số 7 là từ cái sự kiện số 5 đi xuống là 19 cộng 2 là 21. Từ sự kiện số 6 là 16 cộng 12 là 28, thì mình chọn số lớn hơn là số 28. Tới cái sự kiện số 8 thì cũng vậy, mình chọn cái số lớn hơn á là số 35. Rồi tiếp là tới thời gian muộn nhất. Thì mình đi ngược lại, mình đi theo chiều từ dưới cuối sang bên trái. Từ sự kiện số 8 đi lên sự kiện số 7 là 35.
35 trừ đi 7 là 28. Mình viết 28 vô. Rồi tới sự kiện số 6. 28 mà trừ đi 12 là 16. Mình viết là 16. Sự kiện số 5. Thì mình lấy 28 đi 2 là bằng 26. Rồi sự kiện thứ tư là mình lấy 35 mình trừ đi 9 là 26. Rồi sự kiện thứ thứ ba là mình lấy 16 mình trừ đi 10. 16 trừ đi 6 là bằng 10. Mình viết số 10 ở đây. Rồi tới sự kiện số 2. Lấy 21 trừ đi quên 26. 26 trừ đi 6 là 20. Còn cái sự kiện thứ 5 đi lên sự kiện thứ 2 á là mình lấy 26 mình trừ đi 4 là còn 22, thì mình thời gian muộn nhất á thì mình chọn cái số nhỏ hơn là số 20. Rồi tiếp sự kiện thứ nhất thì mình lấy 20 trừ đi 10 là ra 10. Từ cái số 6 này lên á là mình lấy 16 trừ đi 8 là 8. Số 3 lên á là mình lấy 10 trừ đi 5 là 5, thì mình chọn cái số nhỏ nhất là 5. Tương tự đối với cái sự kiện không này á là từ sự kiện thứ nhất á là lấy 5 trừ 5 là 0. Từ sự kiện thứ ba là lấy 10 trừ 4 là 6, thì mình lấy số nhỏ hơn là số 0. Vậy là xong cái sơ đồ đó. Rồi giờ mình phải xác định cái đường găng. Cái đường găng là cái đường có thời gian dự trữ là bằng 0 á. Là giờ mình xác định cái số ở dưới cuối này nè. Là lấy 0, lấy thời gian muộn nhất trừ đi thời gian sớm nhất á. Là sự kiện thứ nhất, sự kiện không là bằng không nè, sự kiện một là bằng không, sự kiện hai là bằng 5, sự kiện ba là bằng không, sự kiện bốn là bằng 5, sự kiện năm là bằng 7, sự kiện sáu bằng không, sự kiện bảy bằng không, sự kiện tám bằng không. Đơn giản vậy thôi. Rồi mình xác định đường găng, cái nào mà bằng không thì mình nối lại. Là từ sự kiện 0 nè tới sự kiện thứ nhất nè. Rồi từ sự kiện thứ nhất tới sự kiện thứ ba. Rồi từ sự kiện thứ ba tới sự kiện thứ sáu. Rồi từ thứ sáu tới thứ bảy. Rồi từ thứ bảy tới thứ tám. Vậy là đường găng của mình là 1, 3, 6, 7, 11. Sau khi xác định đường găng á, thì mình muốn rút ngắn công việc găng đi á, thì có bốn cái điều kiện này là rút ngắn công việc găng, đường găng không thay đổi, chi phí tăng thêm là bé nhất, cộng với cái ràng buộc kỹ thuật nữa. Trên đây thì có cái chi phí tăng thêm nè, cái chi phí tăng thêm ở bên cái thời gian cái rút ngắn đó. Giờ người ta chính tính luôn cho mình chi phí đơn vị luôn rồi. Để rút ngắn đường găng á thì mình nhìn theo cái đường găng bắt đầu từ sự kiện 0 tới sự kiện 1 á, thì mình coi có đường nào mà không găng không. 0 tới 1 là không có đường nào không găng hết, mình bỏ qua. Rồi mình tới sự kiện 0 tới tới 3, mình cứ lần lượt như vậy á. 0 tới 3 là có đường không găng nè, là từ là cái công việc đó. Đó xong rồi mình xác định cái tuần nó ra. 1 với găng là 1 với 3. Thì công việc 1 á là 5 tuần. 3 là 5 tuần thì cộng lại là 10 tuần. Còn cái không găng đó là công việc 2 là 4. Mình lấy 10 mình trừ đi 4
Là ra 6 thì điều kiện ra được một cái điều kiện, đó là 1 tới 3 thì nhỏ hơn hoặc bằng 6. Tương tự đối với 0 tới 6, 0 tới 7 và 0 tới 8 thì không có đường không gang. Được cho mọi người. Rồi mình tiếp tục mình nhìn từ 1 tới 3. Mình không, mình xoáy hết cái đường gang này rồi thì mình tới số 1. Từ 1 tới 3 cũng không có đường không gang luôn. Rồi tới từ 1 tới 6 thì có đường không gang nè. Từ 1 tới 6 là cái số 5 đó. Thì mình xác định gang là 3 với 6. 3 là có 5 5 tuần, 6 là có 6 tuần thì cộng lại là 11. Còn không gang là đường 5, đường cong 5 thì là 8. Thì lấy 11 mình trừ đi 8 là 3. Thì cái điều kiện thứ hai á là 3 đến 3 với 6 là nhỏ hơn hoặc bằng 3. Tiếp từ 1 tới 7 cũng có đường không gang luôn. À, đường gang đó là 3, 6, 7 cộng lại là bằng 23. Còn không gang á là đường 4, 4, 9, 10 cộng lại là 16. Thì mình lấy 23 mình trừ đi 16 là bằng 7. Thì điều kiện 3 đó là mình lấy cái gang đó, là mình lấy 3, 6, 7 là nhỏ hơn hoặc bằng 7. Tiếp tục là từ 1 tới 8. 1 tới 8 là cũng có đường không gang luôn. Đường gang là đường 3, 6, 7, 11. Còn cái đường là bằng 30. Còn cái đường không gang á là 4, 8, 12. Cộng lại là 25. Thì mình được cái điều kiện 4 là 3, 6, 7, 11 là nhỏ hơn hoặc bằng 5. Tương tự là xét tới số 3. Sự kiện số 3. 3 tới 6, 3 tới 7, 3 tới 8. Không có đường không gang. Rồi từ 6 tới 7, 6 tới 8 cũng không có đường không gang. Rồi từ 7 tới 8 cũng không có đường không gang luôn. Rồi từ đó thì mình sẽ có được 4 cái điều kiện. Mình gộp lại thành được 4 cái điều kiện. Hiểu chưa mọi người? Thì mình đi tới cái phương án rút ngắn luôn nha. Mọi người hiểu cái điều kiện chưa? Rồi cái phương án rút ngắn hiểu chưa? Hay là cần mình giảng luôn? Ai không hiểu thì lên tiếng cho mình đi. Vậy mình tiếp tục luôn nghe. Đối với phương án rút ngắn á, thì mình rút ngắn cái nhiều nhất á, là mình lấy cái mà có chi phí bé nhất á, cái chi phí đơn vị á. Cái chi phí đơn vị bé nhất là 18 nè.
18 là 6. Nhưng mà thời gian rút ngắn đối tối đa chỉ được có một tuần thôi. Nên là mình rút ngắn công việc 6 một tuần. Và chi phí tăng thêm là 18. Thì trong cái điều kiện thì trong cái điều kiện 2 và cái điều kiện 3 thì mình phải rút ngắn nó đi. Điều kiện 3 với điều kiện 2 với điều kiện 3 thì chỉ còn còn chừng này thôi, mình bỏ cái số 6 đi. Rồi tiếp mình rút ngắn tới công việc thứ nhất. Tại vì nó nhỏ thứ nhì. Công việc thứ nhất là 21 nè. Thời gian rút ngắn là 3. Thì mình rút ngắn công việc thứ nhất là đi là 3 tuần. Chi phí tăng thêm thì mình lấy chi phí đơn vị mình nhân với 3. Là ra được 63 triệu. Rồi ở cái điều kiện 1 á, mình rút ngắn lại. Thì mình chỉ còn có công việc thứ ba mình có thể rút ngắn được nhỏ hơn hoặc bằng 3 tuần nữa thôi. Còn mấy điều kiện khác thì mình giữ nguyên giống như cái hồi nãy. Rồi tiếp tục là rút ngắn tới công việc số 3. Tại vì công việc số 3 thì nhỏ thứ ba là 25. Mà công việc số 3 theo cái điều kiện ở trên đây nè. Theo cái điều kiện 1 á là mình rút ngắn chỉ nhỏ hơn được 3 tuần thôi, điều kiện 2 thì mình rút ngắn được 2 tuần nên suy ra mình sẽ rút ngắn được chỉ có 2 tuần thôi. Nên mà mình rút ngắn công việc 3 là 2 tuần. Lấy chi phí đơn vị nhân lên với 2 là được 50. Rồi chỗ nào có cái công việc 3 thì mình lượt đi. Nên mình chỉ còn điều kiện 3 là công việc số 7 rút ngắn được 4 tuần nữa. Còn điều kiện 4 là 7 với hoặc là 11 thì rút ngắn được 2 tuần nữa. Nhưng mà đề yêu cầu là mình rút ngắn 6 tuần thôi nên là cộng hết tất cả các phương án này lại thì đã rút ngắn được 6 tuần rồi. Rồi mình cộng tổng chi phí tăng thêm, vậy là xong rồi đó. Rồi mọi người thắc mắc bài nào nữa thì nói nha. Giờ phần Excel hay là sao mọi người? Vậy giờ mình nhường phần Excel cho bạn Nga với bạn Thảo nha. Mình gạch cái một là nó ra được cái hai với cái ba, nhưng mà cái vẫn còn cái mũi tên đi vô thì mình tiếp tục mình gạch từ cái thứ hai đi ra, tôi nghĩ là vậy.